và ngầu. Bỏ đối thủ ra đằng sau, leo từng bước lên hàng đầu. Một cú đá này trong kính người tâm điểm là thấy dương sức bên ngoài, chỉ tưởng tượng không phô trương và làm màu. Thủ lĩnh tụi mình có trách nhiệm, người anh lớn muốn cái bằng mạnh chứng hơn, biết rằng khó nhưng không sao. Những khi này vẫn chạy anh em kể nhau khi còn những trận đánh như trà tỏ mà hoa thắng nào trong tao. Còn một bậc thầy sư mình đến từ trẻ đó, cố gắng từng ngày để bản thân sẽ đứng nhớ. Nó vô cực hay thương hiểu khi mơ hát của nhiều từ kỳ đến khác nó đã cho càng thêm cho. Muốn ao trình ta muốn đi lên, muốn hấp dẫn ta muốn ghi tên, muốn chi chi phải thật đảm đang. Một người mẹ đêm mười ngoài hàng, 50, 100, 500 hết khi nào cơ thể thật vâm. 50, 100, 500 thằng cánh tay nóc ao một đấm. Anh hỏi buồn anh hỏi không vui, chỉ là anh hỏi chưa dùng hết sức. Anh nói buồn anh nói không vui vì sự lạnh nhạt quay lưng quá mức. Chúng tôi thờ ông trong giờ một mô hại lớn, nhưng cầu lấy nào động lực để họ nhìn bằng mắt khác. Ước mơ thành hôn cơ ghê và thay đổi đến lòng xét. Làm hòa bình đến người dân khi phá hoại là cái máy. Cuộc với ta làm bạn cho có bao lần khó khăn, cho có nghề tâm tôi nhất đồng hành trên mọi nẻo đường. Hiện nay ta vẫn bên cạnh tên động lực thay thương sống cho chu cơ thằng bạn tốt. Ta chỉ có muốn tóc tay theo vòng mây quay chúng thở. Thằng gì chỉ lớn kiếm công danh, ta phải xa bờ lên đến trên sóng. Ra cánh tay ôm quê hương chờ, trong tâm ta ước cho anh em hơn được bây giờ. Anh trên sông tổ cố cho ta không bị che mờ. Ra tay thôi, tên của anh chỉ là phát nem tôi. Có tổ chết cho thành một thám tử, thì ngày gì ta lại không dám thử. Chút thô lỗ, chút ích kỷ, chút thẳng thắn và ngây ngô. Những vụ án lớn giải quyết nhanh gọn, không để nó trở thành câu đố. Bắt đầu sự kiện là cục slam, chưa rõ hình hài trong cái thế giới này. Theo năm tháng